Chào mừng quý vị đến với chương trình Dân số và Sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau. Bệnh lồng ruột thường gặp ở trẻ em là một bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến đường ruột mà nếu không được điều trị kịp thời, ruột trẻ có thể bị hoại tử dẫn đến thủng ruột và gây nên viêm màng bụng. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đón nhận danh hiệu Bạch Kim trong việc điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ Thế giới WHO trao tặng. Đây là sự khẳng định về chất lượng, kết quả điều trị đột quỵ của bệnh viện. Thưa quý vị, bệnh lồng ruột ở trẻ em là chứng bệnh, trong đó một đoạn ruột chui vào lồng của một đoạn ruột kế cận, gây ra sự tắc nghẽn và thắt nghẹt. Đây là một bệnh lý nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Vậy lồng ruột là gì và tại sao lại bị lồng ruột? Chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự sau. Chị Bùi Thị Hồng Hạnh có con 16 tháng tuổi đang điều trị bệnh lồng ruột tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết. Ban đầu cũng không biết con mình bị lồng ruột mà chỉ nghĩ là bệnh về tiêu hóa. Dạ, tại vì bé đầu nên tôi cũng không có kinh nghiệm gì về trong các bệnh của bé. Nhưng mà tôi nghĩ là từ nhỏ bé rất ít bị nôn trớ. Nhưng mà đợt này bé ói rất là nhiều nên tôi nghĩ là bé có khả năng là bị về đường ruột. Nên hai vợ chồng sắp xếp cho bé vào viện. Bệnh lồng ruột thường gặp ở trẻ em là một bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến đường ruột, gồm có ruột non và ruột già. Đây là chứng bệnh trong đó một đoạn ruột chui vào lồng của một đoạn ruột kế cận. Khi chui lồng vào nhau kèm theo các mạch máu cũng bị cuốn vào theo, tạo nên sự thắt nghẹt các mạch máu, gây tổn thương đoạn ruột bên dưới và chảy máu. Nếu không được điều trị kịp thời, ruột trẻ có thể bị hoại tử dẫn đến thủng ruột và gây nên viêm phúc mạc hay còn gọi là màng bụng. Lồng ruột là một cái trạng thái bệnh lý khi một đoạn ruột chui vào một cái đoạn ruột kế cận, tạo nên cơ chế bít nút và thắt nghẹt. Bít nút là sao? Bít nút là cái chất chứa bên trong lồng ruột không thể đi xuống được. Còn thắt nghẹt là các cái mạch máu nó không đến nuôi cái đoạn ruột đó. Triệu chứng của lồng thường là trẻ bất thình lình khóc lớn do đau bụng theo cơn và co gối lên ngực, cơn đau tái lại nhiều lần. Trẻ có thể bị ói mửa, xanh xao và vã mồ hôi. Nghiêm trọng hơn, phân sẽ có máu và nước nhầy, dạ dày bị sưng lên. Thấy khi tối hôm thứ Bảy thì về bé vẫn chơi bình thường, nhưng mà đến nửa đêm thì trước khi đi ngủ thì em cho bé uống sữa, thì sau đó khoảng một tiếng sau bé ói, có triệu chứng là nôn ói. Bé ói sữa cả đêm. Hồi nhỏ thì bé có hay những cái trường hợp như là ọc sữa thì em thấy bình thường, nhưng mà lâu lắm rồi bé không ói thì em thấy như vậy là thấy chắc là không có bình thường nên em cho bé đi bệnh viện. Các dấu hiệu để bác sĩ chẩn đoán trẻ bị lồng ruột rất rõ ràng, cộng thêm những yếu tố nguy cơ cao để kịp thời chẩn đoán khi thăm khám trước khi làm các bước siêu âm, chụp phim tiếp theo. Cái triệu chứng mà để nhận biết trẻ nó lồng ruột, thứ nhất là đau bụng cơn, nôn nói, đi cầu ra máu. Thì trẻ nó đang chơi, tự nhiên lên cơn khóc thét, dãy dụa, rồi chân đạp lung tung. Đó. Thế và trong cơn đau thì trẻ vã mồ hôi, tái nhợt. Đó. Thì cơn đau kéo dài khoảng 10 đến 15 phút, trẻ ngưng lại. Sau đó tái diễn cơn đau khác. Và nôn nói thì xuất hiện sau cơn đau. Nôn nói có thể bắt đầu là nôn ra sữa. Muộn hơn thì mình nôn phân vàng. Đi cầu ra máu thì xuất hiện sau cơn đau đầu tiên khoảng 12 tiếng. Thì trẻ thường là có thể đi ra máu cá. Nguyên nhân gây ra chứng lồng ruột ở trẻ em hiện chưa được xác định rõ. Tuy nhiên người ta cho rằng có thể là do sau khi bị viêm ruột, có khối u lành tính hay hiếm gặp hơn là ung thư ruột non gây ra. Nguyên nhân của lồng ruột thì người ta chia làm hai loại, tức là nguyên phát và thứ phát. Thì mình nói về thứ phát đi. Thứ phát là cái trường hợp có nguyên nhân, tức là có cái khởi điểm của lồng. Thế và một số bệnh lý mà có liên quan đến nó như là túi thừa mất ken,
rồi polyp ruột, rồi nang ruột đôi. À, một số bệnh lý ác tính ở trong ruột như là u mật huyết. Còn lồng ruột nguyên phát, tức là lồng ruột không có nguyên nhân, thì người ta không tìm được cái nguyên nhân. Nhưng mà một cái số yếu tố ảnh hưởng, yếu tố thuận lợi á, thì gây ra lồng ruột nguyên phát. Chứng lồng ruột thường gặp ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ từ 3 đến 6 tháng tuổi. Các bé trai có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2 đến 3 lần so với bé gái. Lồng ruột ở trẻ em xảy ra nhiều hơn vào mùa thu và mùa đông. Bệnh thường có những triệu chứng giống như cảm cúm, nên một vài người cho rằng có thể do virus gây ra. Bên cạnh đó còn có nhiều yếu tố nguy cơ. Người ta nói bệnh cũng mang yếu tố gia đình. Tức là người ta nhận thấy rằng cha mẹ hoặc là anh chị em ruột bị lồng ruột, thì những đứa trẻ con cái của họ hoặc anh chị em cũng có thể bị. Và tiếp nữa người ta thấy rằng cái lồng ruột hay xuất hiện vào những mùa bệnh nhiễm siêu vi đường tiêu hóa và đường hô hấp. Thì khi vào cái mùa bệnh này thì khi nhiễm siêu vi thì những cái hạt mặc treo vùng hồ mân tràng nó sưng lên, thì nó tạo cái khởi điểm cho cái lồng ruột và một số nguyên nhân nguyên phát. Bé Trần Ngọc Châu Linh, 16 tháng tuổi, nhà ở phường Trung Dũng, đang nằm viện sau khi được tháo lồng ruột. Mẹ bé cho biết buổi tối trước khi đi ngủ, bé vẫn chơi và ăn uống bình thường. Nhưng gần sáng thì bé bị đau bụng và nôn ói rất nhiều nên gia đình đưa đến bệnh viện và được cấp cứu kịp thời. Thì vào bệnh viện thì tôi bốc phiếu cho bé khám. Khám thì sau khi siêu âm thì bác sĩ chẩn đoán là bé bị lồng ruột, nên bệnh viện đã kịp thời cho bé vô cấp cứu, làm thủ tục hồ sơ để cho bé tháo lồng ruột. Dạ. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì chắc là từ lúc bé nhập viện thì tới khi bé ra phòng chờ thì cũng khoảng một tiếng đồng hồ. Trường hợp của bé Lê Quốc Hào, 9 tháng tuổi, cũng đang được theo dõi tại bệnh viện sau khi bị lồng ruột. Dạ, cháu được 9 tháng tuổi ạ. Thì triệu chứng cháu nhà là cháu ói với lại ỉa. Mới đưa cháu đi bệnh viện. Đưa cháu đi bệnh viện thì xét nghiệm này kia xong hết thì bác sĩ bảo là cháu bị lồng ruột. Lúc mà đưa vô ca mổ rồi thì bác kêu là, lúc mà đi siêu âm lại thì bác kêu là cháu tháo ruột ra rồi, tự tháo ra. Khi đã phát hiện được lồng ruột thì phải điều trị. Thứ nhất là phải hồi sức cho cháu. Thế hồi sức thì phải trước hết là nhịn ăn nhịn uống. Tiếp theo nữa là trẻ được truyền dịch. Và tiếp theo nữa là gạch sông mũi dạ dày. Và làm các xét nghiệm cần thiết. Có thể là đăng ký máu hoặc là kháng sinh khi mà trẻ đến muộn. Còn về phương pháp thì có hai trường hợp xảy ra, hai tình huống xảy ra, tức là phương pháp tháo lồng và phương pháp phẫu thuật. Phương pháp tháo lồng thì với cái điều kiện là trẻ phải đến sớm, trước 48 tiếng và chưa có biến chứng. Thì sau khi tất cả các xét nghiệm tiền phẫu được làm xong, trẻ sẽ được chuyển đến phòng mổ. Và một cái ống sông 24F sẽ được đưa vào trong trực tràng của trẻ và bơm hơi dưới áp lực chuẩn là từ 80 đến 110 mm thủy ngân. Đó. Sau khi tháo lồng xong, có dấu chứng tháo lồng xong, thì trẻ sẽ được chuyển ra phòng hồi sức. Đó. Và trẻ sẽ được lưu lại bệnh viện từ 12 đến 48 tiếng. Và khi mà trẻ hết nôn ói và tỉnh có thể cho ăn lại và được siêu âm kiểm tra. Và nếu như trường thứ hai là phẫu thuật. Phẫu thuật dành cho những trường hợp mà tháo lồng hơi thất bại hoặc là trẻ có biến chứng. Biến chứng như là viêm phúc mạc, thủng ruột, tắc ruột muộn. Giai đoạn đầu các bác sĩ sẽ bơm hơi vào đường tiêu hóa để tháo lồng. Nhưng nếu phương pháp này thất bại thì sẽ tiến hành phẫu thuật tháo hoặc cắt đoạn ruột bị lồng và dùng kháng sinh để trị nhiễm trùng. Bên cạnh đó, việc giảm các yếu tố nguy cơ cũng góp phần làm giảm nguy cơ bệnh lồng ruột. Bệnh lồng ruột ở trẻ nếu không được chữa trị có thể gây hoại tử và nhiễm trùng máu đe dọa tính mạng.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự đón nhận danh hiệu Bạch Kim do Tổ chức Đột quỵ Thế giới trao tặng. Điều này chứng tỏ một sự công nhận của một tổ chức y tế thế giới về chất lượng, kết quả điều trị đột quỵ của bệnh viện. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều bệnh nhân đột quỵ có cơ hội được sống và cơ hội ít tàn tật hơn. Bệnh đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có khoảng 15 triệu người bị đột quỵ não, trong đó có 5 triệu người chết và 5 triệu người khác bị tàn tật vĩnh viễn. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 200.000 người bị đột quỵ và 50% trong số đó đã tử vong và chỉ 10% sống sót và bình phục hoàn toàn. Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, mỗi năm tiếp nhận khoảng 2.000 trường hợp đột quỵ. Bằng quy trình điều trị nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, nên tỷ lệ điều trị tái thông ở bệnh nhân luôn ở mức cao là 16%. Thì đầu tiên phải nói đến là cái khoa cấp cứu, và sau đó thì khoa nội thần kinh, khoa chẩn đoán hình ảnh và khoa ngoại thần kinh. Thì cấp cứu như thế nào thì tốt? Cấp cứu thì khi mà bệnh nhân vào thì thời gian vàng trong vòng 6 tiếng, nếu 3 tiếng thì càng tốt. Thì cấp cứu phải làm sao? Phải nhận bệnh nhân nhanh, đánh giá bệnh nhân và đưa vào làm chẩn đoán hình ảnh. Và sau khi có những kết quả chẩn đoán hình ảnh thì bác sĩ nội thần kinh sẽ can thiệp bằng thuốc. Và nếu can thiệp bằng thuốc mà không có đạt được cái yêu cầu thì mới là can thiệp bằng ngoại thần kinh, tức là lấy cái vật cản ở trong cái mạch máu ra ngoài. Thì như vậy, đối với Bệnh viện Đồng Nai, để xây được cái ekip này thì cần phải có một cái sự thống nhất, một cái sự kết hợp giữa các khoa liên quan với nhau. Đương nhiên là có những cái khoa khác, ví dụ như khoa xét nghiệm, những khoa mà có cần phải hội chẩn những bệnh lý nền của bệnh nhân. Và đương nhiên là rõ chỉ đạo sát sao của ban giám đốc và các cái bộ phận chuyên môn khác. Bệnh viện Đa khoa vinh hạnh nhận danh hiệu Bạch Kim về điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ Thế giới trao tặng. Điều này chứng tỏ một sự công nhận của Tổ chức Y tế Thế giới về kết quả chất lượng điều trị bệnh đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều những bệnh nhân đột quỵ có cơ hội sống và cơ hội ít tàn tật hơn. Tháng 6 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đạt chứng nhận tiêu chuẩn vàng của Hội đột quỵ châu Âu. Đến quý 4 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là đơn vị duy nhất trong cả nước đạt danh hiệu Bạch Kim của Tổ chức Đột quỵ Thế giới. Và quý 1 năm nay, bệnh viện lại tiếp tục vinh dự giữ vững danh hiệu này. Trước hết phải nói rằng cái ý nghĩa của cái việc đạt được cái giải thưởng Bạch Kim này là rất là quan trọng đối với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Vì đây là một cơ sở gọi là đáng tin cậy cho người dân để mà điều trị cho người dân. Đây là lần đầu tiên mà tôi rất là vinh dự thay mặt Hội đột quỵ Thế giới để trao ba cái chứng nhận cho ba cái đơn vị, mà trong đó Đồng Nai là một trong những đơn vị đầu tiên đạt được cái chuẩn Platinum của Hội đột quỵ Thế giới. Điều này có nghĩa là gì? Điều này nó có nghĩa là ta có thể nói với thế giới rằng những cái mà chúng ta đang làm cho bệnh nhân nó cũng giống như một cái trung tâm đột quỵ ở châu Âu hoặc ở một nơi nào đó trên toàn thế giới với một cái chuẩn gần như nhau. Bởi vì cái cách chúng ta điều trị, cái cách chúng ta giúp cho bệnh nhân nó theo đúng các cái chuẩn mực theo khuyến cáo hiện nay của Hội đột quỵ Thế giới. Chứng nhận tiêu chuẩn vàng, danh hiệu Bạch Kim là niềm vinh dự của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Và họ vẫn luôn phấn đấu nhiều hơn nữa để tiến tới danh hiệu Kim Cương của Hội đột quỵ Thế giới. Nhưng mục tiêu trước tiên của tập thể cán bộ, nhân viên, y bác sĩ nơi này chính là chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách tốt nhất. Vâng, thưa quý vị, chương trình kỳ này đến đây đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại. We'll be right back.